Rồi, kia xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là một cái con LG V50 bản Hàn, và đây cũng là bản siêu chất các bác. Thì em cũng chưa gắn cái lắp lưng vào luôn. Thì cái lắp lưng này nó là lắp lưng mới tinh tình tình luôn nha các bác. Gần như chưa vết xước luôn ấy. Chỉ có mỗi cái vân tay là hơi xấu thế thôi. Tại vì vân tay là phải lấy ở từ cái máy cũ sang. Đấy. Rồi để đây đã. Đấy thì cái máy này nó có hai cái lỗi. À không, thực ra là ba cái lỗi. Thì đây em sẽ chỉ luôn cho các bác luôn. Thì trước tiên ấy, đó là cái máy máy này, đây là cái máy mà cái màn hình đã được ép kính rồi nha các bác. Thì nhiều khi là em không nói thì nhiều khi các bác không phát hiện ở đâu, tại vì ép kính là cũng ép kính rất là tốt nha các bác. Nó gần như các bác nếu mà không có kinh nghiệm các bác nhìn không ra luôn ấy. Đấy thì đấy là trước tiên là em sẽ nói là cái màn hình này là máy lắp kính và nó chưa bị ảo một gì đâu nha các bác. Thì đây có một cái vết mà nó bị ố đây, nó với các bác có nhìn thấy không? Đây đây, có thể các bác nhìn thấy đây chỗ này, vòng chỗ này, vòng chỗ này, hơi hơi mở hai vòng chỗ này này, đấy tí tí chỗ này này. Thì cái lỗi này do đâu ấy? Thì cái lỗi này là cũng lại do em các bạn, nó hơi buồn là vì cái màn hình này là màn hình mà em mua xong rồi em gắn vào cái khung này này, đầu tiên là gắn vào khung khác, gắn vào khung kia nhưng mà nó xấu quá, xong rồi em lại bóc ra ấy, bóc ra để em gắn vào cái khung nó mới hơn, cái khung này khung mới tinh luôn các bác. Thì trong quá trình em bóc ra em vô tình em lại động cái vào đây phát, động hơi sâu vào đây phát đấy, thì nó tạo ra cái vết trắng ở đây đấy. Thì cái này nó không phải do bị lỗi màn hình đâu nha các bác, nó chỉ là do cái keo ấy, cái keo nó không không ăn chỗ này thôi, nó bị hơi tách ra tí thôi, thì nó cũng không sẽ không loang nữa các bác nhá, không sợ nha các bác. Đấy thì đấy là cái lỗi thứ hai. Còn cái lỗi thứ ba nữa thì khi mà em tháo cái máy ra thì em mới chỉ cho các bác được. Đấy thì trước tiên là em sẽ giới thiệu cho các bác là cái ngoại hình của máy này. Thì em cũng nói rồi, cái lắp lưng là mới tinh nha các bác. Còn cái khung này cũng là khung mới tinh nha các bác. Đây các bác có thể thấy này. Đấy, đây là cạnh dưới này, cạnh dưới chưa xước thế nào luôn. Cái cổng sạc cũng chưa xước thế nào luôn nha các bác. Đấy, đây là cạnh trái này. Cạnh trái cũng chưa xước thế nào luôn, bảo đảm cho các bác luôn. Đấy. Đây cạnh trên này cũng chưa xước thế nào luôn nha các bác. Cạnh phải đây. Cạnh phải cũng chưa xước thế nào luôn. Có mỗi cái chấm chấm ở chỗ cái khay sim này, một chấm ở đây thôi. Đây, mấy các bác có nhìn thấy đây này, chấm chấm này, một chấm thôi nha các bác. Đấy, nói chung là cái khung này thì mới tinh luôn các bác nhé, không phải lo. Và cả cái màn hình này cũng thế thôi, vì màn hình là mình ép kính mà, cho nên là nó cũng là màn hình mới tinh luôn, nó cũng gần như chưa xước luôn các bác. Gần như đây, các bác nhìn thấy đây, cái vết ép kính này. Đấy, nó trông hơi xấu thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến việc mà chất lượng hiển thị đâu nha các bác. Đấy, các bác nếu mà muốn test cái ép kính thì các bác cứ nghiêng nghiêng ngãi điện như này này. Đấy, nó sẽ thấy cái điểm gồ hẳn hẳn lên đấy. Đấy rồi thì đấy là cái hai cái lỗi đấy. Còn tất cả các chức năng khác thì đều là full hết nhé, em sẽ test tất cả các chức năng cho các bác một lượt đấy. Tại vì sao cái máy này là em phải dùng con máy này phải tầm một tháng rồi các bác. Em quên, em dùng cái main này tầm khoảng một tháng rồi đấy, để em test cái main này cho chắc ăn đấy, tại vì nó liên quan đến cái lỗi thứ ba mà tí nữa em sẽ nói đấy. Thì em sẽ test cái chức năng cho các bác xem sao sao. À, trước tiên là đây các bác có thể thấy này, wifi này, wifi bình thường nha các bác. Đèn cảm biến tiếp cận đang nháy 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 này, rất là bình thường nha. Nhiều bác cứ thấy cái đèn nháy nháy này bảo là tại sao của máy của em không có, thì cái đèn nháy này là do đây là cái cảm biến tiếp cận nhá, chứ không phải cái đèn led gì đâu nhá. Các bác phải soi dưới cái camera như đang soi đây, hoặc là các bác soi vào trong gương ấy thì sẽ thấy nhá. Đây wifi ok nhá, và đây LTE cũng bình thường nha các bác. Ở trong này của em là sóng hơi yếu thôi. Rồi thì đây các bác có thể biết là em gọi điện luôn cho biết luôn này, này tiệm cận bình thường nhé các bác, tiệm cận bình thường nhé. Ok đấy, sim sóng ok hết đấy, em sẽ vào trong test cho các bác xem đấy. Đây thì trước tiên là test mấy cái phím bấm biểu diễn thế thôi, phím lên xuống này ok này, phím nguồn này ok này, phím Google này ok này, đấy cảm biến tiếp cận này, đấy cảm biến sáng ok hết này, đấy, ok chuông này ok này, rung này ok hết nha các bác, rung rất mạnh luôn. Con quay hồi chuyển này ok hết nha các bác. Quan trọng là cái cảm ứng, phải test cái cảm ứng cho các bác biết đây, hoàn toàn là bình thường nha các bác, hoàn toàn bình thường. Đây thì thực ra em test rồi, em chỉ test demo lại thôi. Đèn led này cũng bình thường luôn các bác.
đỏ này, xanh này. Đấy, ok, bình thường hết. Áp suất thì đương nhiên là không còn nhé, em không 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 thích làm áp suất vì chả giải quyết được cái gì cả. Đây pin này. Pin này thì gọi là test cho nó có thôi chứ nó anh nó không giải quyết được gì đâu các bác. Đấy, thực ra cái này là không không quan trọng đâu. Đây cái LCD này nó quan trọng này. Đấy thì đây màn hình rồi, màn hình hoàn toàn là nó chưa AMOLED gì đâu các bác. Đây có mỗi chỗ này thôi, nhưng nó như đầu đầu cái clip nói. Đấy, ok nhé các bác, không vấn đề gì luôn. Bảo lại cho các bác, màn hình nó mới chưa xước, chứ nó chỉ có bị ép kính thôi, nhưng mà thực ra là ép kính thì nó cũng chẳng sao cả đâu các bác, cũng dùng bình thường thôi. Nó chỉ nhìn nghiêng với ánh điện thì các bác sẽ thấy thôi, chứ bình thường các bác không thấy được đâu. Đấy, đây là tất cả những chức năng. Thì đây ngoài ra thì còn có camera này. Camera thì em dùng lâu này, các bác yên tâm, không vấn đề gì đâu. Góc gần này, đấy, góc siêu rộng này, cam trước này, đấy, các góc của cam trước này. Đấy, nói chung là tất cả là ok hết nha các bác, không phải lo. Rồi, sạc nhanh nhé. Đây, em đang dùng mấy củ sạc LG 18W bình thường nhé. Đấy, cắm vào đây. Đây các bác có thể thấy nó đang sạc nhanh này. Đây này, đây này. Đây nhá, đang sạc pin nhanh bình thường nhé. Rồi, ok luôn. Và đây là một cái jack jack tai nghe mà kích 50 ohm. Đây, nó cũng có 50 ohm bình thường luôn nha các bác. Đây, 50 ohm bình thường nha các bác. Đấy. Nói chung là tất cả các chức năng này thì bảo đảm cho các bác là không có vấn đề gì luôn nhé. Và kể cả vân tay đây, thì em chồng chưa gắn lắp lưng luôn mà vẫn vẫn có thể dùng vân tay được nhé. Để em ấy để cho nó cân cố cân đối đã. Đây, nhìn đây, vân tay em dùng cái ngón này. Hình như đang phải mở cái này đã. Đây, chờ chưa ăn các bạn. Thì nó chưa do nó chưa chưa gắn đấy các, nó chưa gắn đấy, dẫn đến là nhiều khi nó ăn nó lúc ăn nó không, nhưng mà bảo đảm cho các bác là tí nữa em gắn vào thì nó sẽ ăn bình thường thôi. Kéo thì hình như vân tay nó hơi bẩn sao đây này, nó cứ chập chờn đấy các bác. Đấy, thì nhiều khi nhiều các bác là dùng con V50 hoặc dùng con nào mà có vân tay ở sau này, các bác thấy chập chờn thì cứ bóp vào chỗ này này, bóp chỗ này, thực ra là cầm chỗ này đấy, mở rồi đấy các bác. Chẳng qua là mấy em cũng bóp đấy, mở rồi nhé. Đấy, đấy các bác nghe tiếng mở không? Đấy, bình thường hết. Và ngay cả cái ba cái chấu sạc này, à quên, ba cái chấu của màn hình phụ này nó cũng bình thường hết nha các bác. Đấy, em sẽ phải test thì test hết cho các bác luôn. Nó có điện trở hết nha các bác. Chơi đâu rồi, đùa nhau à? Không không được kín mấy, không được đấy, có thấy không? Nó chưa, em chưa gắn lắp lưng nên nó thế thôi, chứ bình thường là nó ok hết. Đấy các bác thấy không, ok hết nha các bác, bảo đảm cho các bác là không vấn đề gì về chức năng của con này đâu. Thì tiếp theo em sẽ tháo hẳn con máy này ra, tháo hẳn con máy này ra để cho các bác biết được là cái lỗi thứ ba nó như thế nào. Đây, thì trong khi đó thì em sẽ tắt máy đi đã. À quên, trước khi tắt máy cho các bác xem cái số email của con này. Đây, số email. Đây các bác, con này thì lên 12 rồi và có số email đây. Các bác nào mà thích xuống 10 hoặc là 19 được, em xuống được hết nhé. Cái này không sợ nhé. Các bác, em có cái clip hướng dẫn các bác lên xuống cái Android cho LG để nó rất là dễ thôi. Đấy, thì con này 12 rồi. Đây, số email của nó đây. Ok nhé, 761, em sẽ tắt đi. Rồi, trong khi đó em sẽ tháo ra. Trong thời gian tháo nó cũng hơi lâu đấy các bác. À quên, cũng chưa nói về cái vấn đề pin ấy các bác, thì tí nữa em tháo ra em nói luôn. Thì các bác cũng biết rồi đấy, cái cục pin của LG V50 bây giờ các thương gia đang bán tầm khoảng 250, có nơi thì bán đến 450 các bác ạ. Quá là ghê gớm. Thì
Thực ra là cũng muốn rất muốn nhập cái pin về để mà thay vào đây cho các bác, nhưng mà em thấy là nó đội giá lên nhiều quá. Ví dụ như con này em đang bán là giá là 2.2 cụ, mà giờ thay cục pin 300.000 vào nữa thì là 2.5. Trong khi đó là máy thì nó cũng có một số lỗi như em vừa nói đấy, thì các bác sẽ gần như là khó tiếp cận, các bác sẽ không muốn mua ấy. Thực ra là anh em LG thì cũng không phải là chê anh em LG, nhưng mà anh em cũng chỉ mong sao là cái máy nó rẻ nhất thôi. Thực sự là bán máy LG thì rất là buồn cười, là chỉ các bác chỉ mong là thật là rẻ rẻ nhưng mà phải ngon cơ, không phải là rẻ mà rẻ mà ôi đấy máy ba đời điều rẻ mà đều đâu, rẻ mà phải ngon như là máy xịn cơ. Thế thì chịu các bạn, chịu luôn. Rồi đây, bỏ như này đây. Xi mà đấy đây, tí nữa em sẽ chỉ cho các bác biết được luôn là cái lỗi thứ ba nó ngay đây thôi, ngay trên mền các bạn. Thực ra cái lỗi này các bác khó tính thì có thể không chấp nhận, nhưng mà tại sao em phải dùng cái mền này hơn một tháng này rồi các bạn. Thì đây các bác, cái lỗi đây này, cái lỗi trên mền ấy là cái lỗi mà nó bị mất một cái, em biết các bạn nhìn thấy không, nó bị mất một cái rắc để cắm cái rắc anten vào đây này, cái nhi chanh này nó ở chỗ này nó bị gãy rồi. Thì lúc em mua cái mên này thì nó đã bị gãy rồi các bác nhé, đấy cho nên em cũng không muốn thay. Bởi vì em đầu tiên em cũng nghĩ là nó có ảnh hưởng đến các chức năng của máy, thì cái này thì thường thường nó sẽ ảnh hưởng đến sóng, nhưng mà thực ra là nó chẳng ảnh hưởng gì cả các bạn. Đấy thì vì tại vì nó là cái dây đen này này, cái dây trắng này thì đương nhiên bị, nếu mà mất dây trắng này thì đương nhiên là sẽ mất truyền như mất sóng luôn, nhưng mà mất cái dây đen này thì lại không sao các bạn. Đấy, tại vì tại sao em biết điều đó, đầu tiên em cũng nghĩ là nó sẽ mất sóng hoặc là nó sóng rất yếu, nhưng mà em dùng cái mên này cả tháng này rồi, phải 2 tháng rồi chứ, mà nó không sao cả, dẫn đến em mới mạnh dạn em dám nói. Các bác cứ nào mà quên cắm cái dây này không vấn đề gì nhá. Còn đây là cái khung của nó đây, miếng đồng tản nhiệt vẫn có với hết các thứ đây, tất cả đều full hết. Và cái cục pin ở đây, cục pin này em cũng đã dùng rất là lâu rồi, em thấy cục pin này còn khá là ngon nha các bác, pin zin thôi các bác. Tất nhiên thì các bác không thể đòi là pin bây giờ pin zin 4 năm rồi mà nó còn phải quá tốt được nữa, nó chỉ ở mức trung bình khá thôi. Đấy thì đây, đây là cái mên, mên thì duy nhất chỉ có cái này là mất thôi nha các bác, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chức năng của máy nhé. Đấy em không định luôn, bác nào mà mua con này về của em về mà thấy nó vấn đề gì, vấn đề sóng sánh thì các bác cứ liên hệ em có thể trả lại em được, không thoải mái nha các bác. Đấy, bên bên này đây cũng ok hết nha các bác, không bị đục đẽo gì đó. Thì cái con này em đang bán với giá là 2.2 triệu nha các bác nào mà nhanh tay thì đặt hàng em ở cái số điện thoại ở góc màn hình này này. Đấy rồi, ok các bác, chào các bác.